Chào mừng các bạn và anh em, Hành Nguyên đang trình diễn và giới thiệu về một cặp loa bãi Mỹ đến từ thương hiệu PV, có mã là 358S, mở cho 3V, 340, trung 20 và thép kèn. Mời các bạn cùng nghe tiếng tép nó thả và giải lời nó phất để bát nó thả cực hay không nhá. Đồng này nó sạch tiếng, nghe nhạc hay. Lần đầu gặp em khi phố kia, loa trình trạng đẹp xuất sắc anh em nhá. Hay quá, vuông vắn đẳng cấp. Rất hay anh em nhé. Tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ, chợt buồn chợt vui anh đi đâu em hận rồi. Giá em 17 chưa bao ship tặng cặp giày nhá, bao đẹp, bao chuẩn, bao đúng mỹ. Đó, nghe nhạc sạch lắm. Còn hai em bóc một thất vào nhá, quay kỹ cả nhà anh em, bây giờ chốt alo cho em nhá. Chưa bao các bác và anh em, Hành Nguyên đang giới thiệu về một cặp loa đẹp lung linh đến từ Mỹ, thương hiệu PV, có mã là 358S, một dòng loa 3 đường tiếng, bát 40, trung 20 và tép kèn. Thì với dòng loa này các bác nghe nhạc cực kỳ phê, nó tiếng bát êm ấm mềm, giải trung rõ và giải tép đánh sáng leng keng, khỏe không nhá. Ngoài tính năng nghe nhạc ra thì chúng ta có thể là hát karaoke, luôn giọng ca thoáng bay rộng rãi. Thì ngày nay em về đầu loa trong tình trạng đẹp xuất sắc như trước mắt các bác kia. Và bây giờ em sẽ quay tổng quan chi tiết cũng như là báo giá và thông báo về thông số kỹ thuật. Thì với những cặp loa này các bác vừa nghe nhạc hay vừa hát hay nhé, bao phòng từ 35m² đổ lại là ok nhé, rất là đẹp luôn. Thì đầu tiên cái ấn tượng là dòng loa thiết kế hình vuông nhé, đấy hình vuông, thì vây này hình vuông và thùng gỗ bọc da, gỗ rất dày này, rất dày nhé, thùng gỗ bọc da, da đẹp mướt mát luôn. Con này nó là rộng là 55, sâu là 41, cao 66, em đọc kích thước nhé. Rộng 55, sâu 41, cao 66. Được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ. Đấy, nhìn này, thùng vách đẹp, hỗ trợ giá cắm. Phần tần của PV bây giờ nó là phần tần của trắng bạc kìa. Các biến áp, 30 áp, 1, 2, 3. 3 biến áp là tức là 3 con cảm ấy cho 3 tuyến loa, 3 trùng chép ấy. Yeah. Trắng bạc rất là đẹp, đặc thù PV này. PV nó hay đặc thù cái dòng loa kiểu sản xuất ở Mỹ hai kiểu này. Cái dây kiểu đấy. Thế cái này nó còn dạng cả tem cờ này. Made in USA. Anh nhìn chưa? Made in USA nhá. Đấy. Hỗ trợ là này có hai chế độ ánh full run, khi dùng mà cắm full run nhá thì nó ra đủ bát tép. Đây là BM, đây là ánh tép, ánh bát. Cắm ở đây là ánh bát, cắm ở đây là ánh tép. Model nó là PV 355S. Đấy. Công suất nhỏ nhất là 100W, công suất max là 300W. Có thể cục đẩy âm ly chưa được nhá, thoải mái luôn. Rất là kỹ, sản xuất tại Mỹ, đời này Mỹ rồi, Mỹ nòi luôn nhá. Rồi về cặp chung nó thì em bỏ chung 20. Cái này là sắt liền vậy. Tại sao nó không làm hộp? Nhiều dòng chung khác hay làm hộp, bởi vì nếu mà nó hở thì nó sẽ làm hộp, nhưng còn nó cái sắt liền này thì nó sẽ không làm hộp. Bởi vì cái chung ấy là nó phải làm, phải bảo vệ nhá, mà khi cái bát đánh được bát nó đẩy cái áp suất vào đây nó sẽ làm sai khác giọng lời. Mà sai khác lời rất là mệt. Đấy, từ nó là từ bằng này. Lại Mỹ. Từ đen từ bằng thì bác sẽ tại Mỹ. Đấy. Còn nguyên bên này. Tình trạng đẹp xuất sắc. Đấy, cái này bác nhìn nó cẩn thận, nó quét cả cái dưỡng màng ấy, giống như kiểu Lexo với CF là hay quét cái keo này. Nhớ. Keo này của Lexo và CF nó sẽ hay quét cái kiểu này. Đấy. Tình trạng đẹp xuất sắc nhá. Đấy. Đấy, cũng kiểu Lexo kìa. CF bác giờ nó quét cái màu đấy. Rồi bác nhá, về cặp bát thì bát 40 này. Cái hình nó hình kiểu như là rất nhiều cạnh, gân độ tầm dầu 36 này, màng nó đẹp nhé, xuất sắc luôn này. Đấy, nói chung đồ này thì đẹp lắm, bị vây thì đẹp rồi. Từ cái này khoảng tầm 12 14 vậy đây nhé, đẹp lắm. Chung đôi này thì bác không có chê rồi, xuất sắc rồi, đẹp nhé, bao zin và đẹp cho anh em luôn. Bao gì mà đẹp là anh luôn luôn. Đây tổng thể cái loa em quay kỹ nhá. Này kỹ rồi bác nhá. Chung đây, bát đây. Còn tép thì con này quá gấu này. Con này từ 14 học 4.4. Con này tép đánh đẩy lắm ấy.
rất tù. Này đánh với cặp này tép lên rất sướng, lời cả tép đó nhá. Thế nên tổng thể dàn loa thì em đang bán với giá là 17 triệu bao ship nhá. Loa đẹp, loa chất thì bao luôn. 17 triệu bao ship. Có nhu cầu thì khoảng em 2 triệu nhá. Hoặc có nhu cầu thì hát alo cho em. 17 triệu bao ship tặng dây rắc. Bao ship, bao zin, bao hay, bao chất đó nhá. Anh sẽ chào các bạn.